Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Brighton và câu lạc bộ Brentford. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 29 giải Ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 4 và các cầu thủ Brighton sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Brighton sẽ là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Brentford với mức kèo là 0.75. Mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0.5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 3 trái và 2.5, tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn có việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn vào chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Brighton và Brentford thì Brighton thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Brentford. 5 trận thi đấu gần nhất của Brighton thì Brighton bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Brentford thì Brentford thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn cầu chủ nhà Brighton chấp 0.75 hoặc là 0.5. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực và chiều sâu đội hình, ở lần đối đầu này thì mình thấy là hiện tại Brighton vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Brentford một chút. Thứ hai là trận đấu này Brighton có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là cái thành tích đối đầu của hai đội ở 5 lần chạm trán gần nhất thì cũng đang khá là cân bằng. Tuy nhiên thì ở phong độ thi đấu ở như là trận gần đây thì mình thấy là Brighton vẫn đang tốt hơn Brentford rất là nhiều, đặc biệt là những lần chơi trên sân nhà. Thì với phong độ ổn định thì với cái mức kèo thế này thì mình nghĩ là Brighton họ sẽ vượt qua được Brentford để có thể là nới rộng khoảng cách về điểm số với đội bóng đang bám đuổi chính Brighton này. Thì chỉ cần mà Brighton thắng cái việc một bàn của Brentford thôi thì chúng ta chọn của Brighton, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho nên là trận đấu này mà nào tin tưởng mình ưu tiên chọn cầu chủ nhà Brighton chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 3 trái và 2.5. Thì mặc dù là cả hai đội hiện tại thì đều đang có phong độ tốt, tuy nhiên thì Brentford cũng không phải là dễ nha đây các bạn. Brentford họ đá cũng rất là khó chịu, thì đó trận đấu này nhiều khả năng và với điểm tựa sân nhà thì Brighton họ chỉ thắng được kèo trên thôi, chứ thắng đậm được Brentford mình nghĩ cũng sẽ rất là khó. Do đó sẽ là 1-0 hoặc nhiều lắm là 2-0 nhưng mà cho Brighton. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên đá cửa xỉu trận đấu này. Trận đấu này các bạn hãy là đá cửa xỉu 2.75 nha. Nếu như bạn đá được xỉu 3 thì càng tốt. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là một trái. Thì do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và phong độ ổn định thì Brighton họ sẽ có một bàn dẫn trước. Nhưng mà để cho an toàn hơn ở hiệp 1 thì các bạn lựa kèo Brighton kèo đồng nha. Và đỡ tài 2-1 thì vào nhẹ thôi, và là có thể là cho qua tại vì cái tài xỉu hiệp 1 trận đấu này nó cũng hơi khó. Tính bàn trận đấu chốt kèo là chọn của Brighton và xỉu. Ở hiệp 1 thì cũng chọn Brighton chắc hoặc là an toàn thì lựa kèo đồng và đỡ tài 2-1 thì vào nhẹ. Cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em là có kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại.